Kể từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở sẽ chính thức được tăng lên 1,8 triệu đồng một tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đây là nội dung vừa được Chính phủ ban hành trong Nghị định 24 năm 2023 NĐ-CP ngày 14 tháng 5. Về đối tượng cụ thể được tăng lương cơ sở, Nghị định nêu rõ bao gồm 9 đối tượng thuộc diện được tăng lương và hưởng chế độ trợ cấp mới bao gồm cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện, cán bộ công chức cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc có chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 111 năm 2022 NĐ-CP, người làm việc biên chế được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, người làm việc tại các đơn vị quốc phòng và lao động hợp đồng quân đội, người làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Công an và lao động hợp đồng công an, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. Kinh phí thực hiện sẽ được các bộ, cơ quan ngang bộ sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên, trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ. Dự toán năm 2023 tăng thêm so với dự toán năm 2022 đã được cấp có thẩm quyền giao. Tương tự, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sẽ sử dụng ở mức 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2023. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có thu phí sẽ thực hiện trích lập tạo nguồn cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu phí được để lại sau khi trừ các chi phí khác. Ngoài ra, sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán, tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2022 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí. Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng này sẽ là căn cứ để các đơn vị, cơ quan tính toán bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.